Ai bỏ độc má? Là Mỹ Hòa. Mỹ Hòa? Tại sao? Tại sao nó bỏ độc cho má? Thì chính Mỹ Hòa là người pha trà cho má uống. Nếu như không phải là Mỹ Hòa thì là còn ai vô đây nữa? Đúng rồi, Mỹ Hòa. Bay nói mau, bay bỏ cái chi vào trong trà để cái tao uống bây giờ tao ra nông nổi như vậy ha? Mau đưa thuốc giải độc cho tao, mau lên. Con không có mần cái chi hết bà lớn ơi. Bay không mần cái chi mà bây giờ mặt tao như vậy đó hả? Đưa thuốc giải độc cho tao. Con không có mần thiệt mà bà lớn. Bay ngoan cô, bay cứng đầu hả? Bay làm tao ra nông nổi này mà bay nữa mày không có hả? Mày độc ác lắm, đừng có tất tại sao tao ác với mày. Bay đâu, nhướng đầu nó xuống. Bà lớn, bà lớn. Sao? Dừng tay lại được. Má, má, má bằng cái chi vậy? Chuyện đó là chuyện của má, bay tránh ra để cho má xử nó. Má, má bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh cái chi mà bình tĩnh. Đây nè, bay nhìn đi, má bay nè ra thân tàn ma giả như vậy là cũng vì nó đầu độc má bay. Mau đưa thuốc giải độc cho tao. Mà... mau lên. Mà... cô đi về nhà với Tiết cô đi. Cậu, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cậu muốn tốt cho tôi? Đúng, đó là điều tốt nhất cho cô bây giờ. Cô đi về nhà với Tiết cô đi. Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Sao cậu? Sao cậu lại độc ác như vậy?